Dạ bộ, dạ bộ. Cảm nhận cuộc sống, mến chào quý vị. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay mình sẽ đi tham quan chùa La Hán nha quý vị. Đây, chùa La Hán. Đây là cái cổng tuốt ở bên ngoài nha quý vị, phía bên ngoài. Và vô trong thêm một cái cổng nữa. Thì chùa La Hán nha quý vị, cái cổng ở ngoài này là rất là độc đáo. Chỉ có một cái cột duy nhất thôi. Đây quý vị nhìn thấy bên đây nè. Đó, không có cái cột nào hết. Ở đây có ghi chữ nè quý vị: Độc Tôn Cước Môn Di La Hán, nghe rất là hay luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong tham quan quý vị, tham quan ngôi chùa La Hán mới vừa sửa sang xây dựng lại. Nghe bà con nói là trong đây rất là đẹp. Bà con đi vào chùa thắp nhang nè quý vị, cũng rất là đông. Lâu lắm rồi Cảm Nhận Cuộc Sống mới ghé lại chùa La Hán. Trước nhà của bà con vẫn có chân bông vạn thọ quý vị, còn bông là còn Tết. Đây là cái cổng sát ở trong luôn nè quý vị, cổng sát ở trong chùa luôn. Ở ngoài một cổng, ở đây một cổng. Hôm nay thì trời không được sáng lắm nha quý vị, trời muốn chuyển mưa vậy đó, nên nó hơi âm u tí xíu. Đây quý vị nhìn thấy nè, cái gạch ở dưới á, lót cũng chưa có hoàn thành nè quý vị. Cảm Nhận Cuộc Sống nghĩ là chắc có khoảng thêm vài tháng nữa thì chùa La Hán sẽ hoàn thành 100%, thì sẽ cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Nhưng mà bây giờ là cũng đẹp lắm rồi đó, thấy bà con ở đây chụp hình quá trời luôn nè quý vị. Đây bên này thì có con rồng. Còn bên này nè quý vị, đó. Bên này thì có con phụng nè. Wow, có cái bé nhỏ đó đi đòi guốc á, nghe lóc cốc, nghe nhớ lại ngày xưa quá, ngày xưa toàn là mang guốc không. Bây giờ có bé này đi đòi guốc này, nghe lóc cốc vậy đó.
Đây, kênh của Sống sẽ quay các vị La Hán cho quý vị xem. 18 vị La Hán nha quý vị, thập bát La Hán. Bên này thì 9 vị La Hán, bên kia thì 9 vị nữa, là 18 vị La Hán. Bên đây thêm 9 vị nữa nè quý vị, là 18 vị La Hán. Trước mặt của mình kìa quý vị, có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang tọa thiền trên tòa sen. Hai bên thì có các vị La Hán, rất là đẹp luôn, rất là uy nghi luôn á quý vị. Được chết trơn rồi. Trời ơi, cha kìa. Rồi. Hôm nay là bà con đi chơi xuân là chắc mừng lắm nè, tại vì trời này thì nó mát đó quý vị, nó không có bị nắng nóng á. Trời ơi, nó đứng rất hoài luôn. Nó qua đi chứ, nó qua đại đi chứ, chạy nó đi. Cái đứa đứng này luôn. Wow, cao. Đau cả người. Rồi thì bây giờ cảm nhận sống mời quý vị, mình sẽ đi vào bên trong chánh điện nha quý vị. Quý, tôi muốn chụp. Dạ. Bên. Kè kè, ủ kêu kìa. Bên. Bye.
đi vô ông phòng đi, đi vô ở đây điêu khắc và văn rất là tinh xảo luôn nè quý vị. La Hán. Trước khi mình vào chánh điện thì mình sẽ đi qua cửa này rất là đẹp luôn nè quý vị. Phía bên trong nè quý vị có bốn cây cột điêu khắc bốn con rồng trước mặt của mình. Đó là tượng Phật Di Lặc nha quý vị. Biết sao mà mỗi lần trong cuộc sống nhìn thấy được tượng Đức Phật Di Lặc á là trong lòng rất là vui, rất là hoan hỷ, ngộ vậy đó. Sẽ đi lên bên trên nha quý vị, mình sẽ đi lên trên lầu để tham quan một vòng. Nè quý vị, hình như là trong cuộc sống nhớ là ngay chánh điện này là cũng không có gì thay đổi nữa quý vị. Có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị La Hán ở hai bên. Đây là cảnh vật cuộc sống đang ở trên cao nè quý vị. Quay cái khuôn viên chùa La Hán cho quý vị xem, rất là rộng lớn nha, rất là đẹp, sẽ còn đẹp nữa quý vị ơi. Nếu quý vị nào mà chưa có đi lại chùa La Hán lần nào á thì hãy đi một lần để tham quan cho biết. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi xuống để
đi tham quan coi còn những gì đẹp hơn nữa không quý vị. Còn trước mặt của mình đây nè quý vị, đây là cái hầm, cái bãi gửi xe nha quý vị. À, quý vị chạy xe tới chạy vô đây để xe nó đỡ nắng hơn. Đó, bà con gửi xe rất là nhiều ở trong đây luôn. Câu này hay quá quý vị ơi, quay đầu là bờ, rất là hay luôn. Thì chùa cũng đang ở trong thời gian vẫn còn xây dựng quý vị, thì quý vị nào mà muốn cúng dường đó thì có thể tới chùa này để cúng dường. Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi du xuân, đi tham quan chùa La Hán vào những ngày xuân. Thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye.